về bình thuận quê tôi. Tôi trả lời rằng đẹp tựa bức tranh. Nếu ai hỏi về bình thuận quê tôi, ngọt ngào dòng sông Cà Ti bình lặng, biển rộng bao la, phú quý hòn rơm, cá tôm dân trài, xa khơi dâng. Thông báo giãn cách xã hội thành phố Phan Thiết. Trích công văn số 2834/UBND-KGVSNV ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Phan Thiết từ 00 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2021 theo nguyên tắc tại chỉ thị số 16/CTTTG. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Phan Thiết trong những ngày qua đã xuất hiện thêm một số ca nhiễm mới trong cộng đồng, chưa xác định rõ nguồn lây. Xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết tại công văn số 199/UBNDIT ngày 31 tháng 7 năm 2021 và ý kiến thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau. 1. Thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố Phan Thiết từ 00 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2021 theo chỉ thị số 16/CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian giãn cách là 14 ngày. Theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố, khu phố thôn cách ly với khu phố, thôn, xã phường cách ly với xã phường, thành phố Phan Thiết cách ly với các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. 2. Nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết chỉ đạo. A. Tiến hành phong tỏa ngay các khu vực liên quan đến các ca nghi nhiễm có tiếp xúc, có nguy cơ lây lan dịch bệnh cao, đồng thời khẩn trương xác định nguồn lây, rà soát, truy vết tất cả các trường hợp có tiếp xúc với các ca nghi nhiễm, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly y tế và quản lý chặt chẽ theo đúng quy định. Tiến hành khử khuẩn các khu vực có liên quan. B. Yêu cầu người dân trên địa bàn thành phố Phan Thiết ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như nguồn lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác, các trường hợp khẩn cấp, cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn. Làm việc tại các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang và tại các cơ sở tại điểm C12 văn bản này. Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Không tập trung quá không hai người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét. Xe nhà máy, cơ sở sản xuất, công trường, công trình giao thông, xây dựng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, dược phẩm, xăng, dầu, điện, nước, nhiên liệu, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng ký giao dịch bảo đảm, bưu chính, viễn thông, dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám bệnh, chữa bệnh, tang lễ, được tiếp tục hoạt động. Người đứng đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch, trong đó có các biện pháp thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang, khử khuẩn, đo thân nhiệt, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y tế, yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các biện pháp tiếp xúc, giao tiếp, tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động, tổ chức, quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao động đến nơi làm việc bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây nhiễm dịch bệnh. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình xây dựng có nhiều lao động phải có phương án tổ chức sản xuất kinh doanh đảm bảo phòng, chống dịch tuyệt đối an toàn. Cơ quan y tế địa phương rà soát, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch tại các cơ sở nêu trên. Trường hợp không đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch thì dừng hoạt động. Để phối hợp với Sở Công Thương, làm việc với các cơ sở cung ứng hàng hóa thiết yếu siêu thị, cửa hàng tiện ích để đảm bảo nhu yếu phẩm, các điều kiện cần thiết phục vụ người dân, nhất là trong những ngày đầu áp dụng giãn cách xã hội toàn thành phố. Không để tình trạng thiếu lương thực, thực phẩm cung cấp cho người dân. Đối với hoạt động của chợ truyền thống, chợ dân sinh, phải rà soát toàn bộ chợ hiện có để khẩn trương điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động, trong đó chỉ cho phép động các gian hàng bán các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, tổ chức lưu thông không một chiều, hạn chế số lượng người vào chợ, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt, tăng cường các điểm bán hàng lưu động, khuyến khích người dân mua hàng trực tuyến hoặc có hình thức đi chợ thay. Để dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, trừ các trường hợp vì lý do công vụ, cấp cứu, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên chở vật liệu sản xuất, hàng hóa, hạn chế tối đa hoạt động của các phương tiện cá nhân, bảo đảm thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất, tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ hành chính tại bộ phận một cửa.
gửi người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức làm việc tại nhà phù hợp với điều kiện cụ thể của mình. Không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp. H. Có phương án quản lý chặt chẽ người và phương tiện đi trên đến trên về địa bàn thành phố để áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, làm việc tại trụ sở đặt trên địa bàn thành phố Phan Thiết nhưng nhà ở tại các địa phương khác, thì được làm việc tại nhà hoặc bố trí nơi ở lại tại trụ sở. Trường hợp thật sự cần thiết phải di chuyển đi trên về thì phải có hướng dẫn cụ thể, cấp thẻ đi lại, giấy thông hành và phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Thường hoàn vườn tranh thơ, biến rũ tình, thăm cổ bồ xá đư. Bình thuần người xa.